sẽ đổ nước mắm vào nha. Còn mình sẽ đổ nước cốt dừa nha các bạn. Cái món này ăn đặc biệt là chúng ta phải trộn ra nha các bạn, ăn mới ngon. Và khi chúng ta ăn thì chúng ta ăn hết nước luôn, vừa nước mắm, vừa nước dừa, vừa nước xá xíu, vừa bánh, vừa hết tất cả mọi thứ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel anh em họ Bùi Vlog. Trong video này thì anh em mình đã lên chợ và phát hiện ra ở quê mình có bà Bảy bán cái bánh này rất là ngon nè các bạn. Các bạn biết bánh gì không? Đây chính là bánh tầm đen nè các bạn. Còn đây chính là bánh lá gai. Đây là bánh lá gai các bạn. Bánh lá gai tức là người ta dùng cái bột đó các bạn, người ta trộn lên thành cái bột xong rồi người ta tráng lên trên cái lá. Rồi là úp lại người ta mang đi hấp bạn. Xong đó. Rồi sau đó người ta bỏ cái lá đi là người ta có lấy cái bánh này nè. Người ta gỡ ra nó là cái bánh này nè các bạn, đây là bánh lá gai. Còn bánh tầm này thì là bánh tầm đen. Người ta trộn với màu lá cây á các bạn, nó ra màu đen này. Thì cái bánh lá gai với bánh tầm đen này nó trộn với chung với cái này gọi là sắn nè các bạn. Cái này là củ sắn nha, với thịt nha các bạn, người ta cắt nhỏ nhỏ ra người ta xào lên cho vàng. Đó. Rồi người ta làm thành cái bánh này. Thì hôm nay á, anh em mình thấy ngoài chợ bán, bà Bảy bà bán ngon nổi tiếng ở xứ mình luôn. Nhưng mà mình không có ăn ở đó được, nên mình đã quyết định là mua một cái dĩa khổng lồ về nhà để làm cái video này đó các bạn. Bây giờ hai anh em mình sẽ làm một cái dĩa bánh tầm và bánh lá gai. Hai anh em mình sẽ trộn nó với cốt dừa và những cái nguyên liệu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu qua thành phần nguyên liệu nha các bạn. Thì bánh tầm và bánh lá gai là thành phần nguyên liệu không thể thiếu là thứ nhất. Đây là dưa leo. Dưa leo này là tơ bào sợi. Và ít chả giò. Và ở trong cái chả giò này người ta làm bằng nhân thịt với môn nha các bạn. Cái cuốn chả giò này các bạn người ta chiên rất là giòn và ở trong có thịt với môn nha, ăn cực kỳ ngon luôn. Ở trong cái bánh tầm này thì không thể thiếu là một chén xíu mại nha các bạn. Đây là xíu mại. Cái này là công thức rất là đặc biệt, bà Bảy làm là rất là ngon nha các bạn. Chúng ta sẽ trộn vào trong bánh tầm luôn. Tiếp theo là nước cốt dừa. Nước cốt dừa để cho nó béo. Còn đây là nước mắm mà hai bọc. Nước mắm ớt nha các bạn, nó cay cay. Rồi bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu trộn cái dĩa bánh tầm lá gai, nước cốt dừa, xíu mại vào nha để anh em mình ăn nha các bạn. Mình sẽ đổ nước mắm vào nha. Còn mình sẽ đổ nước cốt dừa nha các bạn. Wow. Nước cốt dừa ngon lắm các bạn. Bỏ dưa leo vô nha các bạn. Wow, quá ngon luôn. Tiếp theo là gấp những cái này lên. Chả giò. Vậy là xong. Wow, các bạn ơi, dĩa bánh tầm, bánh lá gai trộn đã xong rồi nha. Wow, quá trời bự luôn Nhi. Nè các bạn nhìn nè. Hôm nay thì hai anh em mình sẽ ăn sáng với món này nha. Ồ,
Ồ, quá ngon luôn các bạn. Tiếp theo thì anh em mình sẽ trộn lại. Anh trộn bánh lá gai qua bánh tằm luôn đi. Cái món này ăn đặc biệt là chúng ta phải trộn ra nha các bạn, ăn mới ngon. Là khi chúng ta ăn thì chúng ta ăn hết nước luôn, vừa nước mắm, vừa nước dừa, vừa nưa xá xíu, vừa bánh, vừa hết tất cả mọi thứ. Mình ăn tất cả luôn nhìn nha. Nhìn giống cái lẩu ở trong đám cưới. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Cuối cùng là mình sẽ để chả giò lên. Vậy là xong. Mời các bạn nha, thấy không? Các bạn ơi, bây giờ anh em mình sẽ ăn cái dĩa này thử coi nó ngon không. Qua một dĩa bánh tằm khổng lồ như thế này. Đừng có trộn mấy cái chả giò để nó giòn. Rồi bây giờ anh em mình sẽ ăn hết luôn nha các bạn. Mời các bạn cùng ăn với anh em họ Bùi nha. Wow, ngon lắm các bạn. Cái nước cốt dừa rất là béo, trộn với nước mắm hơi lạt lạt chứ không có mặn quá, cay cay. Cùng với cái nước này nè các bạn, đây là nước xá xíu nè, cái thịt xá xíu và cái sắn á, ăn nó giòn giòn, dưa leo thì ăn nó sực sực nha các bạn. Nhưng mà cái bánh lá gai á thì nó thơm mùi lá, ăn cực kỳ ngon luôn. Nước nó hòa quyện vô rất là ngon. Nếu một lần á các bạn nên thưởng thức cái bánh này ở dưới mình á, bà Bảy bán rất là ngon nha các bạn. Thì anh em mình hay đi ăn của bà, mà hôm nay anh em mình ăn rồi trộn một cái dĩa khổng lồ như thế này thì ăn thấy ngon quá trời hay nhi. Các bạn ơi, hai anh em mình không ăn được cô thơm nha các bạn, nên là trong cái dĩa này mình không có để cô thơm. Nó đúng bài là phải có cô thơm, các loại rau mà ăn kèm như rau sống á, nhưng mà hai anh em mình không biết ăn nên là hai anh em mình ăn gì thôi. Ăn với dưa leo là ngon rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử ăn cái miếng chả giò nha, để coi nó ngon cỡ nào. Wow, chả giòn nó giòn, ăn nó béo béo, ở trong nó có thịt đó các bạn, ăn rất là ngon, nêm dừa vị lắm. Hồi xưa khi mà anh em mình lên phố học đại học á, là ít khi nào mà được ăn cái bánh tằm lắm bạn. Ở trên phố hầu như là mình không tìm được tiệm nào bán bánh tằm hết, hình như là chỉ có quê mình hoặc là miền Tây mới có bánh tằm thôi các bạn ơi, trên phố là hầu như không có. Rồi, nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký và bấm nút chuông để đón xem những video mới nhất của anh em mình nha. Các bạn đừng quên để lại một like nữa nha các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.